Còn nữa, này ông mạng thù sư lợi, khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bổn nguyện mà Ngài soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, gây còm co quắp, bệnh khác vàng da, hoặc bị bùa ếm, hoặc bị bó độc, hoặc bị chết non, hoặc bị chết uổng. Ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, đều cầu mãn nguyện. Còn nữa, này ông mạng thù sư lợi, khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bổn nguyện. Lại nữa, ông mạng thù sư lợi, khi Đức Dược Sư đắc đạo Bồ Đề, do sức bổn nguyện của Ngài, tức là nhân vì Ngài đã từng phát nguyện trong đời quá khứ, sẽ là một vị đại y dư để có thể chữa hết thảy các chúng sanh mắc phải 84.000 thứ bệnh, do đó mà phát sinh ra nguyện lực đặng soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, quán sát hết thảy các chúng sanh mắc phải những chứng bệnh khổ. Các bệnh này sanh ra hoặc do tình trạng bất điều hòa của bốn đại đất, nước, gió, lửa trong thân, hoặc do các loại ma quỷ gây ra, hoặc bệnh bởi nghiệp chướng, tỉ như gầy còm co quắp, bệnh khát vàng da, bệnh gầy ốm hư nhược, thân hình toàn là da bọc xương, bệnh co quắp tay chân, bệnh khát nước khô cổ, tiêu khát, bệnh vàng da, nghĩa là bao quát các chứng thương hàn ôn dịch, là do bốn đại trong cơ thể mất quân bình mà sanh ra bệnh tật, hoặc bị bùa ếm, hoặc bị bỏ độc, hoặc bị yểm mị, cổ độc sở trúng. Ai bị yểm mị thì khi nằm ngủ hay bị đè, không cự quậy được. Còn cổ độc là bỏ trùng độc cho nạn nhân để dễ khống chế họ. Tỉ như tại dân Nam hay các vùng Đông Nam Á, có một số người thường nuôi những loại trùng độc như nhện độc, rớt, bò cạp, vân vân. Họ cho tất cả vào trong một cái chậu, rồi dùng bùa chú nhốt chúng ở đấy, cho chúng ăn thịt nhau. Con nào sống sót trong cuộc tàn sát ấy sẽ chứa trong mình đủ các thứ độc, cho nó chính là con vật độc hại nhất. Chủ con vật độc này sẽ sai nó bằng bùa chú để đi gia hại hay gây thương tật cho những ai bị coi là kẻ thù, hoặc bị chết non, hoặc có người bị chết non, đoản mệnh, bởi trong tiền kiếp đã gây nghiệp sát quá nặng, nên kiếp này không sống lâu, hoặc bị chết uổng, hoạnh tử, hoặc chết uổng mạng, gọi là bất đắc kỳ tử, tỉ như bị tai nạn, máy bay, đắm thuyền, xe lật, xe hơi đụng nhau, chết cháy, động đất, bão lốc, vân vân. Đức Dược Sư Như Lai thấy rất rõ dòng nhân quả của những nạn nhân vừa kể trên. Ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, đều cầu mãn nguyện. Ngài muốn làm cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ và những điều chúng sanh mong cầu sẽ được mãn nguyện. Lúc đó, Ngài liền vào Tam Ma Địa, tên là diệt hết khổ não cho các chúng sanh. Đã vào định rồi, ở trong nhục kế, phóng Đại Quang Minh. Trong Đại Quang Minh, diễn nói thần chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xả, Lũ Rô Thích Lu Ly, Bát Lạc Bà, Hát Ra Xà Giả, Đát Tha Giết Đa Gia, A Ra Hát Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Giết Đế Tóa Ha. Khi trong quang minh nói thần chú rồi, trái đất chấn động phóng đại quang minh, hết thảy chúng sanh bệnh khổ điều trừ, được vui an ổn. Thời Bỉ Thế Tôn nhập Tam Ma Địa, danh giết trừ, diệt nhất thiết chúng sinh khổ não, ký nhập định dĩ, ư nhục kế trung, xuất đại quang minh, quang trung diễn thuyết Đại Đà La Ni giết. Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xả, Lũ Rô Thích Lưu Ly, Bát Lạc Bà, Hát Ra Xà Giả, Đát Tha Giết Ta Gia, A Ra Hát Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Giết Đế Tóa Ha. Nhĩ Thời Quang Trung thuyết thử chú dĩ,
đại địa chấn động, phóng đại quang minh, nhất thiết chúng sanh bệnh khổ giai trừ, thọ an ổn lạc. Lúc đó ngài liền vào Tam Ma Địa. Lúc ấy Đức Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai liền vào Tam Ma Địa. Tam Ma Địa, Samahi là chữ Phạn, dịch nghĩa là chánh định, chánh thọ, tên là diệt hết khổ não cho các chúng sanh. Định này có tên là diệt hết khổ não cho các chúng sanh. Đã vào định rồi, ở trong nhục kế, phóng đại quang minh. Khi đã nhập định rồi, ở trong nhục kế của ngài, phóng ra hào quang sáng rực. Đến chỗ này là hết phần bổ túc, thay thế cho phần thâu âm bị mất. Trong đại quang minh, diễn nói thần chú Đại Đà La Ni. Nguyên Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai muốn cứu độ các chúng sanh, giải trừ cho họ thoát khỏi mà bệnh tật thống khổ. Cho nên trong ánh hào quang, ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ có mấy câu rất ngắn, nhưng cái diệu dụng của nó thì vô cùng tận. Tuy nhiên, muốn được lợi ích, ta phải có lòng tin, rồi trì tụng nó một cách chuyên cần. Đối với các y sĩ làm nghề chữa bệnh, nếu một mặt họ trị bệnh bằng thuốc, mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này, thì chắc hiệu nghiệm hơn nhiều và bệnh tình sẽ chóng thuyên giảm. Cho nên trì tụng thần chú là điều rất hay. Dù quý vị có phải là thầy thuốc hay không, khi gặp người có bệnh, quý vị dùng thần chú này vì họ mà đọc tụng, quý vị sẽ thấy sự kiến hiệu. Những câu chú đều là dịch âm, đọc lên không thấy nghĩa của nó, giải lại cũng không cần biết nghĩa. Diệu dụng của chú là ở chỗ không thấy nghĩa của nó, đọc lên quý vị không hiểu gì. Quý vị chỉ biết chú tâm tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi đó mà nó có cảm ứng. Các câu chú này đọc lên như sau đây: Nam mô Bạt Già Phật Đế, Bệ Sát Xả, Lụ Rô Thích Lưu Ly, Bát Đạt Bà, Hát Ra Xà Giả, Đát Tha Giết Đa Gia, A Ra Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Giết Đế Tó Ha. Dĩ nhiên chúng ta có thể niệm các câu trên một cách chuyên chú, thì sự cảm ứng đạo giao sẽ không thể nghĩ bàn. Do đó, khi trong quang minh nói thần chú rồi, lúc bấy giờ, trong ánh đại hào quang, khi Đức Dược Sư nói câu chú, tức câu Dược Sư Quán Cảnh Chân Ngôn xong, thời đại địa chấn động, phóng đại quang minh, cả trái đất rung chuyển, tỏ ra hào quang sáng rực. Nói về sự chấn động của trái đất thì có 6 cấp sau đây: chấn, rung, hóng, róng, kích, động, chuyển động, dũng, phun lên, giọt lên, và khởi, nâng cao. Hết thảy chúng sanh bệnh khổ đều trừ, được vui an ổn. Tất cả mọi thứ bệnh khổ đều được giải trừ và được an vui. Này ông Mạng Thù, nếu có thấy ai, dù nam hay nữ, mắc phải bệnh khổ, thì nên nhất tâm vì người bệnh ấy, tắm rửa súc miệng, tụng chú 108 lần vào thức ăn hoặc thuốc hoặc nước sạch trùng. Thời đem cho uống thì bệnh khổ gì cũng đều tiêu hết. Nếu có cầu gì, dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả, và lại còn được sống lâu vô bệnh. Sau khi mệnh chung sanh sang cõi kia, được ngồi bất thối cho đến tận khi đắc đạo Bồ Đề. Bởi vậy cho nên, ông Mạng Thù ơi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà dốc lòng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời thường trì chú, chớ để lãng quên. Mạng Thù thất lợi, nhược kiến nam tử nữ nhân hữu bệnh khổ giả, ưng đương nhất tâm dị bỉ bệnh nhân, thường thanh tịnh táo thấu, hoặc thực hoặc dược hoặc vô trùng thủy, chú nhất bách bát biến, giữ bỉ phục thực, sở hữu bệnh khổ tất giai tiêu diệt, nhược hữu sở cầu chí tâm niệm tụng, giải đắc như thị vô bệnh duyên niên, mệnh chung chi hậu sinh bỉ thế giới, đắc bất thối chuyển nải chí Bồ Đề. Thị cố Mạng Thù thất lợi, nhược hữu nam tử nữ nhân ư bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm ân trọng cung kính cúng dường giả, thường trì thử chú,
giật linh phế dông. Này ông mạng thù, nếu có thấy ai, dù nam hay nữ, mắc phải bệnh khổ, thì nên nhất tâm vì người bệnh ấy. Nếu có ai mắc bệnh khổ, hoặc nam hoặc nữ, thì hãy dốc một lòng vì những người bệnh ấy, tắm rửa súc miệng, thường tắm rửa và súc miệng sạch sẽ, tụng chú 108 lần vào thức ăn hoặc thuốc hoặc nước sạch trùng, thời đem cho uống, đem cho người ấy uống, thì bệnh khổ gì cũng đều tiêu hết. Kết quả là hết thảy mọi bệnh tật đều tiêu trừ. Nếu có cầu gì, dốc lòng tụng niệm cũng đều được cả, và lại còn được sống lâu vô bệnh. Nếu lại cầu một điều gì khác, thời hãy dốc lòng niệm tụng, nghĩa là theo như trên vừa nói, tụng chú cho tới 108 lần đều được như ý, và còn được sống lâu vô bệnh, đáng chết mà không chết, thật là thần diệu. Sau khi mệnh chung sanh sang cõi kia, tới khi hết số chết đi thì sẽ sanh qua thế giới kia, tức cõi lưu ly quan của Đức Dược Sư, được ngồi bất thối cho đến tận khi đắc đạo Bồ Đề. Qua đây sẽ không bị thối chuyển và thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cho đến khi thành Phật. Bởi vậy cho nên ông Mạn Thù ơi, nếu có nam tử nữ nhân nào mà dốc lòng cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bởi vậy cho nên ông Mạn Thù ơi, nếu có nam hay nữ bằng cả tấm lòng trân trọng cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thời thường trì chú chớ để lãng quên, thời thường xuyên trì niệm chú Dược Sư Quán Đảnh Đà La Ni chớ để lãng quên. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So ha ha.